đàn hài âu dập dờn trên cánh sông, và tôi hát lên giữa bao la mây trời đón anh bình minh. Nhìn từng đoàn tàu ra khơi và lướt nhanh về phía mặt trời, biển tổ quốc tôi hùng vĩ, non sông gấm vóc ngàn năm. Xin chào những người con của biển, chào những chiến hạm hiên ngang, xin chào đất liền yêu dấu ta xa nơi đảo xa. Vẫn âm vang lời ru của biển, nghe đâu đây tiếng gọi khơi xa. Xin chào nhé mẹ hiền tổ quốc, tàu ta ra khơi. Biển gọi tên chúng tôi, những chiến sĩ cánh giữa đất trời. Biển Việt Nam tôi, sóng dội Trường Sa, sóng gọi Hoàng Sa. Quyết giữ gìn từng tấc đảo, cho ông ta thắm máu bao đời. Sóng dập dềnh ôm mãi bên bờ xa. Nhanh về phía mặt trời, biển tổ quốc tôi hùng vĩ, non sông gấm vóc ngàn năm. Xin chào những người con của biển, chào những chiến hạm hiên ngang, xin chào đất liền yêu dấu ta ra nơi đảo xa. Vẫn đang vang lời ru của biển, chào nhé mẹ hiền tổ quốc, tàu ta ra khơi. Biển gọi tên chúng tôi, những chiến sĩ cánh giữa đất trời. Biển Việt Nam tôi, sóng dội Trường Sa, sóng gọi Hoàng Sa. Quyết giữ gìn từng tấc đảo, cho ông ta thắm máu bao đời. Sóng dập dềnh ôm mãi bên bờ xa. Mưa xa vượt qua phong ba bao ta, đứng đầu
sóng ngọn gió bao về biển thân thương, luôn mang trong mình tình yêu quê hương đất nước, gửi lại những yêu thương, gửi lại những tơ vương, thăm biệt hậu phương ta mang theo ý chí và niềm tin, thúc giục chúng ta mau hướng về biển thân yêu, con tàu là nhà, biển cả là quê hương. Người chiến sĩ hải quân mang lời của Bác trong tim, là chiến sĩ hải quân bảo vệ đất nước quê hương. Người chiến sĩ hải quân một lòng vì nước vì dân, là chiến sĩ hải quân ta vì đất nước quên thân. Chúng ta là người chiến sĩ hải quân, ngày chỉ mưa xa vượt qua phong ba bao tháng, đứng đầu sóng ngọn gió bảo vệ biển thân thương, luôn mang trong mình tình yêu quê hương đất nước, gửi lại những yêu thương, gửi lại những tơ vương, tạm biệt hậu phương ta mang theo ý chí và niềm tin, thúc giục chúng ta mau hướng về biển thân yêu, con tàu là nhà, biển cả là quê hương. Người chiến sĩ hải quân mà lời của Bác trong tim, là chiến sĩ hải quân bảo vệ đất nước quê hương. Người chiến sĩ hải quân một lòng vì nước vì dân, là chiến sĩ hải quân ta vì đất nước quên thân. Chúng ta là người chiến sĩ hải quân, ngày chỉ mưa xa vượt qua phong ba bao tám, đứng đầu sóng ngọn gió bảo vệ biển thân thương, luôn mang trong mình tình yêu quê hương đất nước, gửi lại những yêu thương, gửi lại những tơ vương, tạm biệt hậu phương ta mang theo ý chí và niềm tin, thúc giục chúng ta mau hướng về biển thân yêu, con tàu là nhà, biển cả là quê hương. Người chiến sĩ hải quân mang lời của Bác trong tim, là chiến sĩ hải quân bảo vệ đất nước quê hương. Người chiến sĩ hải quân một lòng vì nước vì dân, là chiến sĩ hải quân ta vì đất nước quên thân. Là chiến sĩ hải quân ta vì đất nước quên thân. Là chiến sĩ hải quân ta vì đất nước quên thân. Ngày chỉ mưa xa vượt qua phong ba bao táp, đứng đầu sóng ngọn gió bảo vệ biển thân thương, luôn mang trong mình tình yêu quê hương đất nước, gửi lại những yêu thương, gửi lại những tơ vương, tạm biệt hậu phương ta mang theo ý chí và niềm tin, thúc giục chúng ta mau hướng về biển thân yêu, con tàu là nhà, biển cả là quê hương. Người chiến sĩ hải quân mang lời của Bác trong tim, là chiến sĩ hải quân bảo vệ đất nước quê hương. Người chiến sĩ hải quân một lòng vì nước vì dân, là chiến sĩ hải quân ta vì đất nước quên thân. Chúng ta là người chiến sĩ hải quân, ngày chỉ mưa xa vượt qua phong ba bao tám, đứng đầu sóng ngọn gió bảo vệ biển thân thương, luôn mang trong mình tình yêu quê hương đất nước, gửi lại những yêu thương, gửi lại những tơ vương, tạm biệt hậu phương ta mang theo ý chí và niềm tin, thúc giục chúng ta mau hướng về biển thân yêu, con tàu là nhà, biển cả là quê hương. Người chiến sĩ hải quân mang lời của Bác trong tim, là chiến sĩ hải quân bảo vệ đất nước quê hương. Người chiến sĩ hải quân một lòng vì nước vì dân, là chiến sĩ hải quân ta vì đất nước quên thân.
ngày chỉ mưa xa vượt qua phong ba bao ta. Đứng đầu sóng ngọn gió bao về biển thân thương, luôn mang trong mình tình yêu quê hương đất nước. Gửi lại những yêu thương, gửi lại những thơ vương, ta nguyện hậu phương ta mang theo ý chí và niềm tin, thúc giục chúng ta mau hướng về biển thân yêu. Con tàu là nhà, biển cả là quê hương. Người chiến sĩ hải quân mang lời của bác trong tim, là chiến sĩ hải quân bảo vệ đất nước quê hương. Người chiến sĩ hải quân xin con lời chúc mừng tất cả các bác, các anh chị em đã có mặt tại đây để chúng ta gặp gỡ hôm nay và thấy được mọi người đều khỏe mạnh này. Chúng ta cũng rất là vui mừng khi mà nhất là những anh chị em mà ở tận xa Sài Gòn, Nghệ An, Hà Tĩnh, Hà Nội cũng đã đến đông đủ. Thế thì xin phép toàn thể chúng ta cho một tràng pháo tay để chúc mừng sự có mặt của tất cả chúng ta. Quân số của chúng ta theo danh sách đã là 54 người. Thế nhưng là bây giờ hôm nay là chúng ta ở đây là cũng hòm cũng khoảng 50 người. Ngoài ra thì vừa rồi thì trong phố năm vừa rồi thì có hội chúng ta thì có 4 bác đã ra đi, không bao giờ gặp lại chúng ta nữa. Thế thì là bác Đỗ Văn Tuấn, bác Phan Đức Hồng, bác Nguyễn Xuân Phương và bác Nguyễn Văn Phương. Thế thì xin phép toàn thể chúng ta dành một phút mặc niệm để tưởng nhớ đến đồng đội, những người bạn của chúng ta. Mời các bác và các anh chị em đứng dậy. Một phút mặc niệm bắt đầu. Thôi, mời các bác các anh chị em ngồi xuống. Đại biểu đến dự ngoài hội chúng ta thì tôi xin trân trọng giới thiệu đồng chí Phạm Văn Quý, trưởng phòng, đương chức trưởng phòng doanh trại. Đề nghị chúng ta hỏi. Ngoài ra thì còn các anh em, các cháu ở phòng doanh trại thì chắc là chút nữa thì đến muộn một chút, đến liên hoan với tất cả chúng ta. Thế vào nội dung buổi gặp mặt hôm nay, đầu tiên thì tôi xin phép là báo cáo tình hình hoạt động trong hơn 2 năm vừa qua. Thế thì chúng ta thì cũng ngoài cái hoạt động là thăm hỏi thì cũng chưa có cái hoạt động khác. Thế còn thường xuyên mà một số anh chị em mà đã có cái vào cái mạng Zalo cựu binh doanh trại hải quân thì chúng ta cũng gần như là gặp nhau thường xuyên trên mạng. Thế thì còn một số mà còn số nhiều thì ta chưa vào, thì nhân ở đây thì các bác, các anh chị em nó có Zalo thì cũng nên vào để nắm được thông tin chung của ban liên lạc, của anh chị em khác, của trong tổ mình cũng như là trong tổ khác, trong toàn ban, để có cái gì chia sẻ với nhau. Hoặc là khi nào cần hội họp hay cái gì đó thì chúng ta thông báo nó cũng được nhanh chóng, tiện lợi. Báo cáo với các bác, anh chị em là trước đây thì hội có bầu ra là ban thường trực là 4 người. Bác Hành là trưởng ban, đồng chí Hiền là phó ban, đồng chí Nguyên là ủy viên thường trực và tôi là ủy viên thường trực. Thế nhưng mà hiện nay thì bác Hành thì bị bệnh yếu, lớn tuổi lại vừa mới bị bệnh yếu. Thì bác ấy cũng muốn chuyển giao lại cho thế hệ kế tiếp. Thế còn anh Hiền thì cũng chuyển vào Sài Gòn vài năm nay rồi. Hôm nọ ra đây thì cũng có họp chủ bị với ban thường trực. Thế thì anh ấy cũng
có ý kiến là xin rút vì bây giờ ở xa thế thì cũng khó hoạt động. Thế còn anh Nguyên thì ở trên Hà Nội thì cũng lên đấy cũng mấy năm rồi. Thế thì hội ý của ban thường trực và hôm trước là cũng là ý kiến chỉ đạo của bác Hành trưởng ban thì cũng rất may là có đồng chí chú thì đã trước đây là trưởng phòng, thế rồi là lên cục kế hoạch đầu tư bộ quốc phòng làm cục phó, thế vào khi giờ cũng được về nghỉ và trước mắt thì cũng định cư Hải Phòng. Thế đồng chí bảo cũng chưa chắc đâu, cũng chưa chắc đâu nhưng mà thôi thì bây giờ cứ chắc lúc nào biết lúc đấy đã. Thì ý kiến của bác Hành cũng là để đồng chí chủ làm trưởng ban, bác Hành là trưởng ban danh dự, trưởng ban điều hành là đồng chí chủ, thế và đồng chí An làm ủy viên thường trực, thêm đồng chí Hương vào trong ban thường trực là kế toán kiêm thủ quỹ của ban. Đấy là đề xuất của ban thường trực. Thế tí nữa thì cũng xin ý kiến của toàn thể các bác anh chị em trong ban xem có vấn đề gì cần điều chỉnh bổ sung hay như thế nào. Thế thì như vậy là toàn thể ban ta đã nhất trí cái đề xuất vừa rồi. Mời bác Hành trưởng ban có ý kiến. Thưa tất cả các đồng chí, tất cả các anh em cán bộ nhân viên của phòng doanh trại từ trước đến nay, hôm nay chúng ta tập hợp ở đây thì rất là vui và đông đủ. Hôm nay thì cũng đến được, cố gắng là đến được đây hôm nay đến gặp anh em là mừng lắm. Nhớ quá chứ, những ông mà đi là cuối cùng là không gặp được, cái này như ông Tuấn, ông Xuân Phương, toàn những anh em rất là thân tình, nhưng mà khi các ông ấy ra đi là mình không đến được. Thế thì báo cáo với các anh ấy là thôi cũng rất là thông cảm. Thế thì xin báo cáo với các anh, tức là ở phòng doanh trại mục hậu cần đấy, thì từ năm 62-63 trước đây thì ở với công binh, sau rồi là công trình, thì công trình cũng là doanh trại, có ông Quảng thì ông cũng biết thôi nhỉ. Đấy, ông Quảng thì biết. Thế thì khi mà làm trưởng phòng doanh trại thì lúc bây giờ là báo cáo với các anh thì bây giờ chỉ có quân hàm thượng úy. Thế thì báo cáo hôm nay thì gọi là gặp mặt đây thì tôi cũng chỉ sợ đây là lần cuối, vì tình hình này khó khăn lắm. Đấy, thế thì hôm nay thì là dạy được thì đấy, gặp lại anh em nên là vui lắm, rất vất khởi. Ông Quảng đến ngoài lâu lắm rồi ạ. Đấy, để báo cáo với các anh như thế. Báo cáo với các anh là tinh thần như thế thì thực ra là anh em làm được với nhau rất là quý. Và đến lúc này thì gọi là sắp sửa là đi theo các cụ rồi, tình hình để báo cáo là công tác thì như thế hôm nay cũng rất là quý, là có cái thời gian mà dù là chân có đau cũng cố lên gặp lại anh em ở đây. Một số câu hỏi là có nhớ mặt không thì cũng có khi là không nhớ mặt. Tên thì cũng nhớ nhưng mà mặt thì nhớ thì cũng nhớ thì đến bây giờ cái ông xa xôi nhất là cái ông Tuấn, ông chẳng đâu đó, ông về cuối cùng là cũng nhận ra ông Tuấn mà. Thế còn ông Sơn thì Sơn thì hơn mấy Sơn, Sơn Đông thì Sơn thì đấy là đủ mọi thứ. Thế thì báo cáo là cũng xin báo cáo với các anh là hôm nay gọi là được các anh là ban tổ chức có ý kiến thì cũng xin một vài tương sự với các anh như thế. Cán bộ chức quan chuyên nghiệp công nhân viên của ngành sau nghỉ xong thì về đây là những chốn để anh em mình có cái dịp để giao lưu nhau. Thì hôm nay cũng rất là, mặc dù cũng có được cái kiến trước ấy, nhưng mà cũng có một cái tinh thần nó cũng hơi giới hạn một chút như vậy. Thực ra thì vừa là nhận cái nhiệm vụ này thì chắc là trong thâm tâm mà nói cũng chẳng ai có nản, bởi vì ăn cơm nhà bác bà tổng thôi. Nhưng mà cái chính là cái mà tôi nghĩ rằng là không có cái người đóng quyết
thì khó thành, khó duy trì. Thì nhân đây thì với góc độ cá nhân thì tôi rất chân là chân thành cảm ơn chú Khanh, cảm ơn các đồng chí trong ban liên lạc cũ đã tạo dựng nên cái sân chơi này. Đang từ không mà có từ năm 2013 đến 2014 là đi vào hoạt động và cho duy trì đến nay. Thì có một năm ngoái, năm nay năm 2020-2021 là do dịch đã thì không thành thôi, chúng còn các chú các anh là duy trì rất là tốt. Mà cái sân chơi này thì ngày càng đông đủ hơn, lúc đầu thì quân số thì có ít thôi, nên nhưng mà đến nay thì là mỗi người mọi người biết. Thì đến nay là dự kiến cho cái hôm nay gặp mặt thì gần 60. Đây là tôi cũng mạng gọi để xin được đề xuất một số những nội dung điều chỉnh trước như này. Một thì là từ đầu ấy, thì chúng ta có thì trước thế nào và bây giờ ra cũng thế. Các bác ngành xây dựng thì cũng là xây trại thôi, cũng phục vụ xây dựng xây trại cả thế, có thì các bác cũng không người thông cảm như vậy. Thì ta đạt như thế nó đỡ dài dòng. Cái thứ hai là về đối tượng thì tham gia vào các tổ là chính. Thế thì là như vậy. Thế thì riêng nội dung này thì xin ý kiến các bác. Còn nếu mà được thì một lần nữa là các đồng chí ở trong các khu vực thì các đồng chí về tự liên lạc với nhau và các đồng chí thống nhất trách nhiệm tình cảm của các thế hệ đi trước đã dành cho chúng tôi nay và cảm ơn cái sự lòng tin gửi gắm của thế hệ đi trước dành cho chúng tôi. Và chúng tôi cũng hứa rằng là tất cả những cái truyền thống tốt đẹp mà các thế hệ trước đã tạo dựng lên thì thế hệ chúng tôi sẽ lĩnh hội tất cả các